Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Đô thị Ta Quốc gia nhân tài bồi dưỡng sư Phương Viễn đã giành được hệ thống đào tạo nhân tài quốc gia. Từ thời điểm đó, ông quyết định đào tạo nhân tài cho đất nước. Nhân tài quốc gia cần, chính là mục tiêu bồi dưỡng của hắn. Cái gì? Đất nước cần nhân tài chip. Để tôi trồng. Cái gì? Đất nước cần nhân tài toán học để tôi trồng. Cái gì? Nhà nước cần nhân tại nghiên cứu khoa học. Để tôi trồng. Cái gì? Đất nước cần nhân tại cờ vây. Để tôi trồng. Cái gì? Đất nước cần những kẻ cặn bã. Không. Đất nước không cần. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 các ngươi vẫn là chưa tin ta, cầu lai like cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hạ Quốc. Hải Châu. Văn phòng tiểu ban 581 bộ tài năng đặc biệt quốc gia. Đây là nhóm tuyển chọn nhân tài do bộ nhân tài đặc biệt quốc gia thành lập tại Hải Châu. Mục đích của nhóm này chính là chọn lựa các loại nhân tài đặc thù cho quốc gia ở Hải Châu, bao gồm nhân tài dẫn đầu sáng tạo khoa học kỹ thuật, nhân tài dẫn đầu sáng tạo khoa học kỹ thuật nhân tài dẫn đầu khoa học triết học, danh sư dạy học, nhân tài xuất sắc của thanh niên. Giờ phút này tổ trưởng Lý Quốc Hữu ngồi ở trước bàn làm việc, đang cúi đầu nhìn cái gì đó. Hắn có khuôn mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Một nữ nhân viên công tác 24, 25 tuổi, mặc Âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, tướng mạo tinh xảo xinh đẹp đi vào văn phòng. Tổ trưởng đây là một phần tư liệu nhân tài mới nhất. Cô đi tới trước mặt Lý Quốc Hữu, đưa cho anh một phần văn kiện. Nhạc toa. Ngồi đi. Lý Quốc Hữu ngẩng đầu, tiếp nhận văn kiện, sau đó ý bảo nhạc toa ngồi ở sofa bên cạnh. Hắn cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu trong tay. Không khí trong phòng làm việc trở nên trầm tĩnh. Số người. 9979 họ tên. Xa, tuổi, 24. Trình độ học vấn Đại học, nghề nghiệp Mới tốt nghiệp 3 tháng, hiện tại đang thất nghiệp, quê quán Hải Châu Sở Trường Bồi dưỡng Tên Phương Trung Thiên, quan hệ họ hàng Cha, trình độ học vấn Trung học phổ thông, tuổi 52, nghề nghiệp Công nhân nhà máy máy công cụ Hải Châu quê quán Hải Châu Tên Trương Cầm quan hệ họ hàng. Mẹ, trình độ học vấn: Trung học phổ thông, tuổi: 49, nghề nghiệp: Công nhân nhà máy in Hải Châu quê quán: Hải Châu. Tư liệu một nhà ba người rất bình thường, chính là gia đình công nhân rất bình thường của Hạ Quốc. Nếu nhìn từ tài liệu này, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ điểm nào đáng coi trọng. Bất quá Lý Quốc Hữu không có biểu tình không kiên nhẫn vẫn nghiêm túc xem hết toàn bộ văn kiện từng câu từng chữ. Phương viễn này. Ta không nhìn ra hắn có chỗ đặc thù gì. Đây là tài năng mà anh đề cử. Sau đó hắn đem văn kiện đặt ở trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nhạc toa. Nhạc toa đương nhiên cũng xem qua văn kiện, cũng biết nội dung trên văn kiện rất bình thường. Anh ấy không phải là người tôi đề nghị. Anh ấy tự nộp hồ sơ trên trang web tuyển chọn tài năng của chúng tôi hắn hẳn là tự đề cử mình. Nhạc toa nói với Lý Quốc Hữu. Nhìn rất bình thường. Bỏ cái tên đó đi. Tôi không nghĩ anh ấy là một tài năng đặc biệt. Lý Quốc Hữu lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục xem tư liệu khác trong tay mình. Tổ trưởng. Phan Doan nói trong phần giới thiệu bản thân rằng anh ấy có thể phát triển tài năng cho đất nước. Ông ấy có thể đào tạo những người có chỉ số IQ trên 140. Nhạc toa không rời đi, vẻ mặt rất bình tĩnh bổ sung một câu. Tay Lý Quốc Hữu dừng lại. Ai 140? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đây đã xem như là thiên tài cấp bậc. Chỉ số ai của con người hiện nay được chia thành nhiều cấp độ. Thiên tài trên 140. Siêu thường là từ 130 đến 139. Tuyệt vời giữa 120 và 129. Trung bình là giữa 110 và 119 trung bình là từ 90 đến 109. Giữa và dưới là 80 và 89. Chậm chạp giữa 70 và 79. Năng lượng thấp dưới 70. Phương viễn này, có năng lực bồi dưỡng như vậy. Trong lòng Lý Quốc Hữu có chút không quá tin tưởng, chỉ số thông minh của đại bộ phận mọi người là trời sinh, phải dựa vào ngày sau bồi dưỡng đề cao, đó không phải là độ khó bình thường. Tổ trưởng Ta hy vọng có thể làm một thí nghiệm, để khảo nghiệm năng lực của hắn. Vì chúng tôi đã chọn nhân tài cho đất nước, chúng tôi sẽ không theo khuôn mẫu nào, và nếu Phan Doan có khả năng như vậy, chúng tôi sẽ phạm phải sai lầm lớn. Nhà toa là một nhân viên công tác cực kỳ nghiêm túc, nàng hướng Lý Quốc Hữu đề nghị. Sở dĩ nàng đem tư liệu của Phương Viễn giao cho Lý Quốc Hữu, chính là không hy vọng quốc gia bỏ qua bất kỳ một nhân tài đặc thù nào. Vậy được rồi. Thí nghiệm này, người tới chế định ta muốn xem kết quả lý quốc hữu suy nghĩ một chút cuối cùng đồng ý phương gia một người trẻ tuổi tướng mạo đẹp trai đứng trước cửa sổ nhà mình phương viễn đang chờ điện thoại thật ra anh ấy đã liên lạc với một trường đào tạo nếu hôm nay còn không chiếm được điện thoại của bộ phận nhân tài đặc thù quốc gia hắn liền chuẩn bị đến trường huấn luyện trước ít nhất phương diện công tác hắn cũng không lo lắng lấy năng lực của hắn bồi dưỡng những học sinh tiểu học kia, hoàn toàn có thể thành thạo. Nghĩ đến đây. Phương viễn ở trong đầu mở ra bản hệ thống của mình. Ký chủ. Xa trình độ đào tạo. LV1 kỹ năng phát triển. good Developer điểm tích lũy. Không hệ thống thương thành. Tạm thời chưa mở cửa, điểm tích lũy đạt tới 10.000 điểm mở cửa. Anh ta đã có được hệ thống đào tạo nhân tại quốc gia này 3 ngày trước phương viễn trước kia ngược lại là xem qua internet tiểu thuyết biết hệ thống chỗ tốt nhưng là hệ thống vừa tìm tới chính mình hắn cũng có chút không tin sau đó hắn mở ra tân thủ đại lễ bao chiếm được chính mình hạng nhất bồi dưỡng sư kỹ năng thiên tài bồi dưỡng sư một khác kia phương viễn không còn hoài nghi cơ hồ là trong nháy mắt hắn phát giác trong đầu mình nhiều khổng lồ thiên tài bồi dưỡng tư liệu còn có tiểu học đến đại học các khoa toàn bộ tri thức những tri thức từ tiểu học đến đại học, hắn có chút kỳ thật đã quên, hiện tại hắn phát hiện mình tất cả đều biết, tất cả đều tinh thông. Ngoài ra, hiện nay ông thuộc lòng các loại luật giáo dục trên thế giới. Hiện nay chủ yếu có 6 luật giáo dục lớn. Thứ nhất là luật giáo dục thiên tài của Carververt, nước dê. Carververt, một giáo viên ở làng Locher, ngoại Ohali, dê, có một cái nhìn độc đáo về giáo dục ông cho rằng việc giáo dục thiên tài phải bắt đầu đồng thời với bình minh trí tuệ của con người và áp dụng lý thuyết của mình vào con trai mình, biến nó thành thiên tài huyền thoại. Năm 1818 ông viết cuốn sách Giáo dục của Ca Vơ Vớt. Cuốn sách này là tài liệu sớm nhất trên thế giới bàn về giáo dục thiên tài. Triết lý giáo dục của ông được người đời sau ca ngợi là hình mẫu giáo dục thiên tài. Thứ hai là luật giáo dục tự nhiên đến từ nước M. Senna là giáo sư ngữ pháp tại Đại học Pittsburgh. Pennsylvania, M. Country và tốt nghiệp Đại học Rackley Umenser. Bà ủng hộ những thành tựu phi thường, được nuôi dưỡng bằng phương pháp tự nhiên theo thói quen của mỗi người. Năm 1914, bà viết cuốn sách Giáo dục tự nhiên của M. Stena. Thứ ba là luật giáo dục đặc biệt của Italy. Thứ tư là luật giáo dục tài năng của Suzuki trấn nhất đến từ nước E.R. Thứ năm là luật giáo dục thực tiễn đến từ đa hồ huy nước E.R thứ sáu là đến từ chu hoàng nước hạ thưởng thức luật giáo dục phương viễn đột nhiên phát hiện hắn hiện tại đối với bồi dưỡng thiên tài tràn ngập lòng tin đây cũng là nguyên nhân hắn tự nộp sơ yếu lý lịch ở bộ phận nhân tài đặc thù quốc gia nói như thế nào hắn coi như là một nhân tài đặc thù nhìn kìa quốc gia có coi trọng hắn hay không đúng lúc này điện thoại vang lên phương viễn tiên sinh Tôi là nhân viên tổ 581 của Bộ Tài năng Đặc biệt Quốc gia Nhạc Toa. Chúng tôi đã nhận được CV của bạn vì bạn khác với những tài năng đặc biệt khác và chúng tôi sẽ chuẩn bị một thử nghiệm đánh giá cho bạn. Bên kia điện thoại, truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Phương Viễn nghe điện thoại, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Khảo hạch thí nghiệm. Bộ tài năng đặc biệt quốc gia. Các ngươi vẫn không tin ta a à. PS. Sách mới truyền lên. Đây là một cái đặc sắc cố sự, mọi người sẽ không thất vọng các vị đại đại cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Thấy được một tia hy vọng, cầu lai like, cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chúng tôi đã nhận được cv của bạn vì bạn khác với những tài năng đặc biệt khác và chúng tôi sẽ chuẩn bị một thử nghiệm đánh giá cho bạn nhạc toa nói với đối phương đồng ý điện thoại bên kia truyền đến một cái nhàn nhạc thanh âm thậm chí không có hỏi như thế nào tiến hành khảo hạch thí nghiệm đây là một người có chút cao ngạo a à? nhạc toa bây giờ còn chưa gặp phương viễn nàng kia trương xinh đẹp trên mặt mang theo tò mò hé hé miệng ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải hay không có chân tài thực liệu. Nói thật đi. Nàng vừa rồi mặc dù tại tổ trưởng Lý Quốc Hữu trước mặt như vậy vì Phương Viễn nói chuyện, nhưng trong lòng nàng cũng không phải rất tin tưởng chuyện này. Muốn bồi dưỡng một người bình thường thành nhân tại chỉ số thông minh 140 trở lên, cô có chút không thể tin được Phương Viễn sẽ làm như thế nào. Bất quá nếu đối phương đồng ý khảo hạch thí nghiệm, vậy mình phải tăng nhanh tốc độ. Ta đã liên lạc với địa điểm khảo hạch thí nghiệm rồi anh có ở Hải Châu không? Khi nào thì rảnh? Năng lực làm việc của nhạc toa rất nhanh, một giờ sau, cô lại gọi điện thoại cho Phương Viễn. Tôi đang ở Hải Châu, lúc nào cũng có thời gian. Bên kia điện thoại, vẫn là thanh âm nhàn nhạt. Anh đưa địa chỉ cho tôi. Anh tới đón em. Nhạc toa ghi nhớ địa chỉ của Phương Viễn, lập tức đi đón người. Phương Viễn gặp nhạc toa ở nhà mình. Nhạc toa đánh giá Phương Gia một cái, đây là một gia đình công nhân rất bình thường, nhà ở đều rất bình thường, nhìn ra được cuộc sống cũng rất giản dị. Ngươi ở chỗ này. Nhạc toa nhìn phương viễn, trong lòng lại thêm một phần hoài nghi. Hoàn cảnh như vậy, có thể xuất hiện nhân tài đặc thù. Tuy rằng phương viễn ở trong mắt cô, thoạt nhìn rất trạng rỡ, dáng vẻ cũng có chút đẹp trai, nhưng cô không nhìn ra bất cứ khác biệt gì. Nơi này không tệ. Phương viễn ngược lại rất hài lòng với nơi này. Dù sao đây cũng là nhà của mình. Lúc này hắn ở nhà một mình, cha mẹ đều đi làm. Hắn thoáng nhìn Nhạc Toa một cái, tuổi 24-25, không quá dài rất xinh đẹp. Nếu giá trị nhan sắc tối đa là 100, vậy giá trị nhan sắc có thể cho 90 điểm. Chúng ta đi thôi. Nhạc Toa cùng Phương Viễn Hàn huyên vài câu, hai người lập tức xuất phát. Một chiếc xe nhỏ sản xuất trong nước chạy ra từ khu chung cư cũ ở Hải Châu địa điểm khảo hạch lần này là nơi nào phương viễn ngồi trong xe nhạc toa hỏi tôi tưởng anh không hỏi chứ nhạc toa trong lòng nghĩ đến hải châu ngũ trung bất quá nàng vẫn trả lời một câu hải châu ngũ trung phương viễn biết trường trung học này đây là một trường trung học phổ thông ở hải châu so với mấy trường trung học trọng điểm ở hải châu thành tích thi đại học mấy năm nay của trường ngũ trung hải châu đều rất bình thường mấy lần đều bị bộ giáo dục phê bình. Khảo hạch cụ thể là cái gì? Phương Viễn lại hỏi một câu. Chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm ở cấp 3. Ngươi có thời gian bồi dưỡng 10 ngày. 10 ngày sau, chúng ta sẽ tiến hành khảo hạch thành tích. Nhà toa đặt ra cho Phương Viễn nhiệm vụ khảo hạch mà nàng cho là khó khăn. Muốn trong vòng 10 ngày bồi dưỡng một đám học sinh trung học, muốn cho chỉ số thông minh của bọn họ đề cao trên diện rộng, cái này khẳng định rất khó khăn chỉ số thông minh của học sinh được nâng cao, năng lực học tập tương ứng khẳng định cũng sẽ được nâng cao trên diện rộng. Đối với học sinh mà nói, thành tích thi cử không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất để chứng minh năng lực nâng cao. Phương Viễn phải ở cuộc thi 10 ngày sau, xuất ra thành tích nổi bật, lúc này mới có thể chứng minh thực lực bồi dưỡng nhân tại cho quốc gia của hắn. 10 ngày Phương Viễn trầm ngâm một lát Hắn bây giờ là thiên tài bồi dưỡng sư, trong lòng hắn rất rõ ràng bồi dưỡng một gã thiên tài cần bao nhiêu thời gian. Mười ngày đối với người khác mà nói, khẳng định không được, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Như thế nào? Không được. IUE.SAMA -a đạp phanh thật mạnh. Nếu là phương viễn không đạt được, nạn có khả năng trực tiếp đem hắn đưa về nhà, lần khảo hạch này tuyên bố hủy bỏ. Ta là đang nghĩ, trường học sẽ đồng ý ngươi làm như vậy. Phương Viễn không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhạc toa buông phanh xe, nhấn ga lần nữa, cô không giải thích nhiều. Phương Viễn thấy thế không hỏi nữa, dù sao mình cũng sắp gặp người trong trường. Hải Châu ngủ trung. Hiệu trưởng Quách Diên Hải ở văn phòng tiếp đãi nhạc toa cùng Phương Viễn. Quách Diên Hải chưa tới 60 tuổi, nhưng tóc đã hoa râm, nhìn ra được mấy năm nay hắn thừa nhận áp lực không ít hắn kỳ thật đã có thể về hưu, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn kiên trì ngồi ở vị trí hiệu trưởng này. Ông hy vọng có thể nhìn thấy Hải Châu ngủ trung trỗi dậy, nhưng hy vọng này dường như rất mong manh trước khi ông nghỉ hưu. Nhưng hôm nay, Quách Duyên Hải tự hồ thấy được một tia hy vọng, một tia hy vọng lực lượng mới nổi lên ở Hải Châu ngủ trung. Bộ nhân tài đặc biệt quốc gia phải tiến hành một lần thí nghiệm tại trường năm Hải Châu, đào tạo một số học sinh có IQ đạt trên 140. Quách Duyên Hải mới vừa nhận được điện thoại lúc thiếu chút nữa không tin lỗ tai của mình, nếu chỉ số thông minh đạt tới 140, đó chính là phạm vi thiên tài. Đây còn không phải bồi dưỡng một cái, mà là bồi dưỡng một nhóm. Có một nhóm học sinh thiên tài như vậy, lo gì thành tích thi đại học sẽ không đột phá. Nói không chừng sẽ khiếp sợ toàn bộ Hải Châu, đến lúc đó danh tiếng của Hải Châu ngũ trung, tự nhiên sẽ hấp dẫn sinh nguyên ưu tú gia nhập đây là hải châu ngũ trung ngàn năm có một lần cuộc khởi cơ hội hắn nhất định phải bắt lấy điều này khiến quách diên hải từ bỏ sự cẩn thận vốn có to gan đồng ý yêu cầu của bộ nhân tài đặc biệt quốc gia tiến hành thí nghiệm khảo hạch tại hải châu ngũ trung đương nhiên trong đó kịch liệt tư tưởng biến hóa chỉ có chính hắn biết hiệu trưởng quách xin chào đây chính là phương viễn mà tôi nói nhạc toa giới thiệu phương viễn với quách diên hải bản thân nàng đương nhiên biết quách diên hải quách duyên hải nhìn phương viễn đây là một thanh niên rất trẻ đẹp trai tuổi trẻ khiến hắn có chút giật mình một thanh niên như vậy có thể làm cho hy vọng cuộc khởi của hải châu ngũ trung thực hiện quách hiệu trưởng xin chào phương viễn biểu tình bình tĩnh cũng hướng quách duyên hải gật đầu ân cần thăm hỏi một tiếng tiểu phương ta gọi ngươi như vậy không ngại chứ ngươi thật sự có năng lực đặc thù Ngươi thật sự có thể bồi dưỡng học sinh có chỉ số IQ đạt trên 140. Quách Duyên Hải không thể không thận trọng hỏi một câu. "Hiệu trưởng Quách, xin hãy tin tưởng tôi. Ta đã đến nơi này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng." Phương Viễn đưa ra câu trả lời cũng là 10 phần tin tưởng. Hắn bây giờ là thiên tài bồi dưỡng sư, bồi dưỡng mấy cái chỉ số thông minh đạt tới 140 trở lên học sinh, đó là không thể dễ dàng hơn một chuyện. Ta cho ngươi cơ hội này. Ta ở năm lớp 12 một mình thành lập một lớp thực nghiệm thiên tài. Đã an bài 30 học sinh cấp 3 chuẩn bị tham gia thí nghiệm, ngươi toàn quyền phụ trách bồi dưỡng học sinh lớp thực nghiệm. Quách Duyên Hải thấy Phương Viễn có lòng tin, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm. Như vậy là tốt nhất. Phương Viễn gật gật đầu, học sinh tập trung đến một lớp, đối với hắn mà nói khẳng định càng thuận tiện bồi dưỡng. Tôi đồng ý nhạc toa cũng gật đầu cuối cùng cô sẽ so sánh thành tích của lớp thực nghiệm thiên tài với các học sinh cấp ba khác so sánh thành tích như vậy có thể khiến mọi người vừa xem hiểu ngay mọi người cũng có thể phán đoán năng lực đặc thù của phương viễn bây giờ chỉ còn một vấn đề khó khăn cuối cùng điều này cần ngươi giải quyết quách diên hải nhìn về phía phương viễn vấn đề khó khăn gì trên mặt phương viễn tự hồ vĩnh viễn là biểu tình bình tĩnh Ngươi cần phải thuyết phục. Này 30 tên chuẩn bị tham gia thí nghiệm cấp 3 học sinh, bao gồm cả cha mẹ. TS. Cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu đánh giá sách mới ngày đầu tiên, thành tích rất trọng yếu thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3. Bọn hắn lại là tốt nhất thiên tài, cầu lai. Like bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hải Châu ngủ trung Trong một gian phòng họp lớn, ngồi 30 học sinh cấp 3 và phụ huynh. Trong mắt phụ huynh và học sinh đều có chút mờ mịt, trường học nói là muốn tổ chức học phụ huynh cấp 3, nhưng nơi này chỉ có một số ít người tới. Mấy vị phụ huynh bắt chuyện. Trường học không phải nói mở học phụ huynh, như thế nào mới có nhiều người như vậy? Tôi cũng thấy kỳ quái, học phụ huynh trước kia đều có hơn 200 người. Con nhà tôi thành tích kém, trường học không phải là muốn buông tha con nhà tôi chứ. Hẳn là không phải, thành tích của con nhà tôi nằm trong top 20 lớp 12. Điều này thật làm cho người ta hâm mộ, thành tích của con anh thật không tồi. Ai? Đây chỉ là so ở Hải Châu Ngũ Trung, so với toàn thành phố, con nhà tôi lại coi như kém. Người nói như vậy, con nhà ta lại càng không thể so sánh các phụ huynh đang nói chuyện phím, phụ huynh ngồi phía dưới, có một vị nam phụ huynh dáng người dũng mãnh, đầu trọc thập phần thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng ai cũng không biết, nam phụ huynh đầu trọc trong lòng lại có cực khổ nói. Đứa nhỏ nhà khác đều chạy nước trút cuối cùng, nhưng con của hắn, hoàn toàn không có hy vọng. Ba năm trung học, điểm số của con anh luôn rất kém. Thành tích như vậy, muốn thi đậu đại học, trừ phi mặt trời mọc từ phía Tây hắn nhìn bốn phía, cùng hắn biểu tình chua xót còn có mấy vị phụ huynh. Con cái của những phụ huynh này, thành tích cũng rất kém cỏi. Thi đại học Đối với con cái của họ, tham gia hay không tham gia, kỳ thật đều giống nhau. Một số phụ huynh đang lo lắng, các học sinh cũng đang châu đầu ghé tai. Trịnh Minh, cậu nói mở học phụ huynh, trường học gọi chúng ta tới làm gì? Ngô Chấn, anh đừng hỏi tôi, tôi không biết chỗ tôi có tin tức nho nhỏ, nghe nói trường học phải có hành động lớn. Động tác lớn gì? Tôi còn chưa tìm hiểu được tin tức cụ thể, nhưng học sinh hôm nay tới đây đều do hiệu trưởng tự mình chỉ định. Điều này sao có thể, hiệu trưởng sao lại chỉ định tôi tham gia, tôi cũng không phải học sinh giỏi. Tin hay không tùy anh, lát nữa anh sẽ biết. Hai nam sinh đang thấp giọng nói chuyện, một nam sinh trong đó tự hồ biết cái gì, đang khoe khoang tin tức mình nghe được. Đúng lúc này, cửa phòng họp được đẩy ra, hiệu trưởng Quách Duyên Hải dẫn Phương Viễn và Nhạc Toa đi vào. Quách Duyên Hải đi lên sân khấu, anh cầm lấy microphone. Các vị phụ huynh, chào mọi người, tôi là Quách Duyên Hải. Tôi mang đến cho mọi người một tin tức tốt. Phụ huynh dưới đài nghe xong, bắt đầu nhao nhao ngẩng đầu. Nam phụ huynh đầu trọc cùng mấy vị phụ huynh có thành tích kém, ánh mắt cũng nhìn về phía trên đài. Tin tốt. Tin tốt gì? Trường học chuẩn bị thành lập lớp thực nghiệm cấp 3, đây cũng là một cơ hội giúp học sinh thành tích bay lên. Chúng tôi đã chọn 30 sinh viên để tham gia vào cuộc thí nghiệm kéo dài 10 ngày, nhưng cuối cùng các bạn quyết định có tham gia hay không? Tiếp theo xin mời thầy Phương Viễn tiến hành giới thiệu, thầy ấy sẽ đảm nhiệm chủ nhiệm lớp thực nghiệm. Quách Duyên Hải nói tiếp với phụ huynh dưới đài. Học sinh hắn chọn lựa, thành tích tốt có một phần, thành tích trung bình có một phần, còn có một phần là thành tích kém mỗi người chiếm một phần ba phía dưới có vài phụ huynh nghe đến đó ầm ầm một tiếng lần nữa nghị luận sôi nổi sắp thi đại học rồi lúc này thành lập cái gì thiên tài lớp thực nghiệm trường học này không phải là đùa dẫn sao trường học đang suy nghĩ cái gì chuẩn bị lấy con của ta tiến hành thí nghiệm con nhà tôi sẽ không tham gia ở lại lớp cũ nhà tôi cũng vậy tôi sẽ không lấy con tôi ra thí nghiệm phương viễn nghe mọi người nghị luận đi tới trên đài. Các vị phụ huynh, chào mọi người, tôi là Phương Viễn. Để ta giới thiệu một chút lớp thực nghiệm thiên tài. Mục đích của lớp thực nghiệm thiên tài lần này là bồi dưỡng một nhóm học sinh có chỉ số thông minh đạt trên 140. Hắn hướng dưới đài gật gật đầu, bắt đầu giới thiệu. Dưới đài đột nhiên an tĩnh lại. Rất nhiều phụ huynh, ngay cả học sinh cũng khiếp sợ ngẩng đầu lên. Bọn họ không nghe lầm chứ? bồi dưỡng một nhóm học sinh có chỉ số thông minh đạt trên 140. Phương viễn lão sư. Ta không nghe lầm chứ. Người muốn bồi dưỡng học sinh chỉ số IQ 140 trở lên. Một nữ phụ huynh trung niên mập mạp càng kích động đứng lên. Người không nghe lầm, đây cũng không phải nói đùa. Vẻ mặt phương viễn rất nghiêm túc. Phương viễn lão sư, người trước kia làm qua loại này thí nghiệm sao? Nữ phụ huynh trung niên tiếp tục hỏi không có đây là lần đầu tiên phương viễn thản nhiên nói hắn đây cũng là ba ngày trước mới đạt được quốc gia nhân tại bồi dưỡng sư hệ thống trước kia căn bản cũng không có khả năng làm loại thí nghiệm này vậy là trước đây anh không có kinh nghiệm thành công nữ phụ huynh trung niên nhất thời thất vọng xem ra trường học thật sự muốn đem con tôi làm vật thí nghiệm xin lỗi tôi không thể chấp nhận tôi không thể chấp nhận cách làm của trường tôi muốn đưa con đi nó sẽ quay về lớp cũ cô nói xong câu đó trực tiếp mang theo con mình rời đi cô ấy nghĩ đó là một trò lừa đảo và cô ấy sẽ không tin điều đó nếu không là sắp thi tốt nghiệp trung học cô cũng muốn cho con chuyển trường phương viễn nhìn phụ huynh trung niên rời khỏi phòng họp hắn không có ngăn cản lớp thực nghiệm là tự nguyện tham gia không muốn tham gia hắn cũng sẽ không cưỡng cầu hắn chỉ tiếp tục nói với phía dưới các con có thể mang con đi giống như vị phụ huynh vừa rồi, bất quá ta vẫn hy vọng phụ huynh đang ngồi suy nghĩ thật kỹ. Đây là một cơ hội rất khó có được, con của các ngươi gia nhập lớp thí nghiệm thiên tài sẽ có cơ hội vượt qua người khác. Con của các ngươi cả đời, phóng chừng cũng có thể gặp được một lần như vậy, bỏ lỡ sẽ không có lần sau. Lời này của Phương Viễn khiến cho một bộ phận phụ huynh trầm tư, nhưng vẫn có phụ huynh lục tục đứng lên những phụ huynh này lựa chọn cách làm giống như phụ huynh trung niên, mang con của mình đi. Bọn họ không muốn mạo hiểm, không muốn chôn vùi tiền đồ của con cái trong giai đoạn cuối cùng của kỳ thi đại học. Phương Viễn tỏ vẻ hiểu, hắn dùng ánh mắt tiễn biệt những phụ huynh và học sinh này. 5 phút nữa. Trong phòng họp chỉ còn lại có 15 vị phụ huynh cùng học sinh, đầu trọc nam phụ huynh cũng ở trong đó. Nam phụ huynh đầu trọc mặc kệ người khác có nguyện ý mạo hiểm hay không, nhưng hắn nguyện ý đánh cực một lần. Đây cũng là cơ hội không có cơ hội. Dựa theo tình huống bình thường, con của hắn tuyệt đối không thi đậu đại học. Đã như vậy, ta liền tin tưởng vị phương viễn lão sư này một lần, có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng. Lui một vạn bước mà nói, chính là không sáng tạo kỳ tích, hài tử nhà ta cũng không có bao nhiêu tổn thất, nó vốn là không có hy vọng thi đậu đại học. Nam phụ huynh đầu trọc nghĩ như vậy, phụ huynh và học sinh lưu lại cũng nghĩ như vậy ta hỏi lại một câu dưới đài còn có phụ huynh nào muốn mang con mình rời đi không ánh mắt phương viễn nhìn xuống dưới đài lần này không có phụ huynh nào rời đi quách duyên hải âm thầm thống kê một lần mười học sinh thành tích kém cỏi nhất toàn bộ ở lại còn có năm học sinh thành tích trung bình học sinh có thành tích trung bình đại khái là muốn thi tốt trường học về phần học sinh có thành tích tốt thì một người cũng không lưu lại thanh âm phương viễn lại nhàn nhạt vang lên như vậy các vị phụ huynh lưu lại từ giờ trở đi con của các ngươi liền giao cho ta ta có thể cam đoan với các ngươi chính là bọn họ sẽ là thiên tài tốt nhất ps cầu sưu tầm cầu hoa tươi cầu đánh giá sách mới ngày đầu tiên thành tích rất trọng yếu thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4. Người đến cùng được hay không, cầu lai like cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Ta có thể cam đoan với các vị chính là bọn họ sẽ là thiên tài tốt nhất. Lời này của Phương Viễn vừa là nói với phụ huynh đang ngồi, cũng là nói với học sinh đang ngồi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhiều học sinh tin lời ông hôm nay đến đây thôi. Ngày mai. Lớp thực nghiệm thiên tài chính thức lên lớp. Cuối cùng Phương Viễn nói với mọi người. Phụ huynh và học sinh rời khỏi phòng họp. Tiểu Phương. Có muốn tôi tìm thêm vài học sinh giỏi tới đây không? Nói chuyện với họ một lần nữa. Quách Diên Hải đi tới, hắn muốn giúp Phương Viễn bổ sung thêm vài học sinh. Không cần, những học sinh này đã đủ rồi. Phương Viễn lắc đầu cự tuyệt. 15 sinh viên đã đủ để chứng minh rằng anh ta đào tạo nhân tài cho đất nước, trừ khi bộ tài năng đặc biệt của đất nước yêu cầu khác. Từ giờ trở đi, cánh cửa của lớp thực nghiệm thiên tài đã đóng lại. Nhạc Toa không nói gì, nàng hiển nhiên không có yêu cầu gì khác, nàng vẫn luôn quan sát Phương Viễn. Người này rất trấn định, tự hồ đối với thực lực của mình rất tự tin. Có tự tin là chuyện tốt, ta hy vọng ngươi có thể chứng minh bản thân, Nhạc Toa đối phương có điều chờ mong. Hải Châu ngũ trung. Lớp thực nghiệm thiên tài chính thức tuyên bố thành lập. Sau đó Quách Duyên Hải triệu tập các giáo viên cấp 3 họp, tuyên bố tin tức này. Tin tức này nhất lên sóng to gió lớn giữa các giáo viên cấp 3, cơ hồ không có giáo viên nào coi trọng lớp thực nghiệm thiên tài. Quyết định của trường có quá vội vàng không? Tôi không nghi ngờ trường học. Nhưng thí nghiệm như vậy, có thể bắt đầu từ năm lớp 11 không? một vị giáo viên cấp 3 lập tức phản đối. Vị giáo viên này hiển nhiên cho rằng thí nghiệm không nên chọn lớp 12. Quách Duyên Hải đương nhiên cũng muốn bắt đầu từ năm lớp 11, nhưng đây là thí nghiệm của bộ phận nhân tại đặc thù quốc gia, đối phương yêu cầu như vậy, hắn cũng chỉ đành chấp nhận. Ta ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt, đối với Hải Châu Ngũ Trung chúng ta mà nói, nhất là cơ hội tốt. Thành tích thi đại học mấy năm nay của chúng ta, không cần tôi nói các cậu cũng biết hiện tại trường học rất khó khăn phụ huynh không còn tin tưởng chúng tôi học sinh cũng vậy và chúng tôi cần một bước đột phá một bước đột phá chưa từng có trước đây quách duyên hải vẫn rất kiên nhẫn muốn thuyết phục vị lão sư này hắn lúc này đã là tử chiến đến cùng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ hiệu trưởng quách tôi có thể hiểu được sự khó khăn của trường học nhưng đem tất cả đột phá đặt ở lớp thực nghiệm thiên tài tôi cảm thấy không đáng tin giáo viên vẫn không bị thuyết phục. Nhưng thanh âm của hắn nhỏ lên, áp lực của chính hắn cũng lớn, thành tích thi tốt nghiệp trung học Hải Châu mấy năm nay quả thật không tốt. Hiện tại nhiệm vụ dạy học cấp 3 vốn đã nặng rồi. Giáo viên của chúng tôi đều đang cố gắng, muốn nâng cao thành tích của học sinh. Bây giờ tăng thêm một lớp nữa, môn toán của tôi không dạy được. Một giáo viên toán khác nói, anh ta không phàn nàn, anh ta nói sự thật. Thầy Lưu nói rất đúng, Lớp tiếng Anh của em cũng không dạy được. Lời nói của anh được các giáo viên khác phụ họa. Lớp ngữ văn cũng vậy. Lớp vật lý. Lớp hóa học. Lớp sinh học. Lớp lịch sử. Quách Duyên Hải triệu tập giáo viên các khoa cấp 3, chính là muốn phối hợp thời gian mọi người lên lớp thực nghiệm thiên tài. Các lão sư nói như vậy, hắn có chút khó xử, chẳng lẽ muốn cưỡng chế lão sư cho thiên tài lớp thực nghiệm lên lớp? như vậy hiệu quả cũng sẽ không tốt phương viễn ngồi bên cạnh quách diên hải hắn và nhạc toa cũng tham gia hội nghị lần này hắn nghe đến đó đứng lên gõ gõ mặt bàn các vị lão sư tôi là phương viễn cũng là người phụ trách lớp thực nghiệm thiên tài quách hiệu trưởng vừa rồi không biểu đạt rõ ý của mình lớp thực nghiệm thiên tài cũng không cần các vị chia sẻ nhiệm vụ dạy học phương viễn không dùng danh xưng chủ nhiệm lớp này cậu cảm thấy người phụ trách tốt hơn một chút những lời này của hắn làm cho phòng họp nhất thời yên tĩnh ý anh là sao lớp thực nghiệm thiên tài cũng không cần chúng ta vậy ai sẽ dạy học sinh một giáo viên tiếng anh hỏi tôi phương viễn đưa ra đáp án quách diên hải và nhạc toa sửng sốt phương viễn cũng không thông khí với họ ý tứ ban đầu phương viễn làm chủ nhiệm lớp không bao gồm phân đoạn đi học này hắn chỉ phụ trách bồi dưỡng chỉ số thông minh của học sinh đạt tới 140 trở lên. Thầy Phương, thầy còn trẻ mà. Trước kia chưa từng gặp qua ngươi, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút tư lịch lão sư của ngươi hay không? Giáo viên tiếng Anh tiếp tục hỏi. Tôi. Trước kia chưa từng làm giáo viên. Phương Viễn lắc đầu, bình tĩnh nói. Cái gì? Anh chưa từng làm giáo viên. Nói đùa cái gì? giáo viên tiếng anh nhất thời ngạc nhiên cô thấy phương viễn còn trẻ nên mới hỏi một câu nhưng cô cũng không nghĩ tới phương viễn căn bản không có tư cách giáo viên thầy phương ừm em không nên gọi thầy là thầy vì cậu chưa bao giờ là giáo viên vậy anh đến lớp làm sao đảm bảo có thể dạy học sinh giỏi giáo viên tiếng anh nói chuyện nhất thời không khách khí như vậy đi tôi sẽ chứng minh bản thân trước như vậy các ngươi sẽ không hoài nghi phương viễn đã sớm nghĩ đến đối phương sẽ hỏi như vậy ngươi muốn chứng minh bản thân như thế nào giáo viên tiếng anh nhướng mày các vị lão sư có thể tùy ý ra đề nếu thành tích của em không tốt có nghĩa là em không có tư cách đi học tôi nghĩ tôi sẽ cho mọi người một thành tích hài lòng phương viễn đưa ra một biện pháp mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận dù sao lập tức phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp trung học, tất cả đều là thành tích nói chuyện. Họ dùng thành tích để chinh phục những giáo viên này, cũng dùng biện pháp này để chứng minh mình có tư cách làm giáo viên. Hiệu trưởng Quách, chúng ta có thể làm như vậy không? Giáo viên tiếng Anh hỏi Quách Duyên Hải. Quách Duyên Hải và Nhạc Toa liếc nhau, Nhạc Toa gật gật đầu. Phương Viễn đã nói như vậy, cô cũng sẽ không phản đối. Có thể quách duyên hải lập tức gật đầu đồng ý hắn cũng muốn nhìn một chút vị này thoạt nhìn tràn đầy tự tin phương viễn thành tích rốt cuộc sẽ thi như thế nào các lão sư có hay không sẽ hài lòng để tôi làm đề ngữ văn chỗ tôi vừa vặn ra một bộ đề thi mô phỏng một giáo viên ngữ văn nóng lòng muốn thử nói đề thi đại học này của anh tương đối khó đề toán để tôi làm vừa rồi vị giáo viên toán kia nâng kính lên đề tiếng anh để tôi giáo viên tiếng Anh nói chuyện với Phương Viễn Việt nhân đức không nhường ai. Lớp vật lý để tôi. Lớp hóa học để tôi. Lớp sinh học để tôi. Lớp lịch sử để tôi. Các môn còn lại, cũng có giáo viên tiếp nhận nhiệm vụ ra đề. Anh thật sự muốn thi sao? Quách Duyên Hải nhìn đến đây, trong lòng có chút lo lắng. Nếu thi rớt, chuyện này sẽ không dễ làm. Hắn nhìn Phương Viễn một cái. Phương Lão Sư Người rốt cuộc có được hay không? PS Cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu đánh giá sách mới ngày đầu tiên, thành tích rất trọng yếu thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 5 Dạng này chứng minh có đủ hay không, cầu lai like cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Quách Duyên Hải có chút lo lắng phương viễn. Nhưng lời này hắn không có cách nào nói ra. Các khoa lão sư động tác nhanh chóng, mặc dù nói là ra đề, nhưng trong tay mọi người cơ bản đều có sẵn bài thi. Chưa đầy 10 phút. Bài thi các môn đặt trước mặt Phương Viễn, một chồng thật dày, rất có tư thế muốn thi đậu Phương Viễn. Phương Viễn cười cười, trực tiếp cầm lấy ngữ văn bài thi, bắt đầu tại phòng họp tại chỗ đáp đề. Giáo viên ngữ văn ra đề ngồi ở một bên, tự mình giám thị. Phương Viễn đáp đề tốc độ rất nhanh, hắn hiện tại tinh thông các khoa tri thức, đáp đề đối với hắn mà nói chính là nhàn nhã lửng thửng. Mũi bút khẽ chạm, trên bài thi vang lên tiếng xào xạc dễ nghe. Ngữ văn lão sư có chút kinh nghi nhìn xem Phương Viễn, hạ bút nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh như vậy, chính hắn đều làm không được. Có lẽ là Phương Viễn còn trẻ, nhưng cuộc thi cũng không phải tốc độ nhanh là được, cuối cùng vẫn phải xem tỷ lệ chính xác. Hắn bình tĩnh một chút, tiếp tục chờ đợi. 40 phút. Làm xong bài thi ngữ văn. Giáo viên ngữ văn nhận bài thi, bắt đầu phê sửa điểm thi. Đúng, đúng. Đúng, đúng. Liên tục 6 câu hỏi, không một sai lầm. Giáo viên ngữ văn hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn Phương Viễn, tiếp tục chấm điểm. Phương Viễn cũng không có chú ý chính mình ngữ văn điểm, hắn lại cầm lấy toán học bài thi. Sau đó là bài kiểm tra tiếng Anh. Bài kiểm tra vật lý Bài kiểm tra hóa học Bài kiểm tra sinh học Bài kiểm tra lịch sử Đáp án kết thúc Quách Duyên Hải và tất cả giáo viên cấp 3 không đi học đều tụ tập trong phòng họp chờ giáo viên các khoa công bố điểm số của phương viễn Điểm ngữ văn đã có rồi Lúc này, giáo viên ngữ văn dẫn đầu nói Điểm bao nhiêu? Quách Duyên Hải hỏi Ngữ văn tối đa 150 điểm, Phương Viễn thi được 150 điểm. Ngữ văn lão sư rất muốn chọn ra Phương Viễn sai lầm, nhưng ngay cả khó khăn nhất viết văn hắn đều chọn không ra. Bài văn này của Phương Viễn đã có thể nói là điển hình. Nếu không là bây giờ còn tại phòng họp, hắn đều muốn đem bài văn này mang về trong lớp cho các học sinh nhìn xem. Cao như vậy. Các khoa lão sư hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ hiện tại nhìn về phía Phương Viễn, ánh mắt bắt đầu có chỗ bất đồng điểm cao như vậy, ngay cả các vị lão sư đang ngồi cũng thi không ra. Toán học cũng xuất hiện. Giáo viên dạy toán sau đó nói. Bao nhiêu? Toán tối đa 150 điểm, phương viễn thi được 150 điểm. Lại là tiếng hít khí lạnh. Quách Duyên Hải trong lòng kinh dị, thực lực của phương viễn, đã có thể sánh ngang với thủ khoa thi đại học toàn quốc. Hóa ra là vậy. Hắn vẫn đánh giá thấp phương viễn. Các khoa lão sư đối phương đều đánh giá thấp. Tiếp theo, thành tích các khoa lần lượt được công bố. Tiếng Anh tối đa 150 điểm, Phương Viễn thi được 150 điểm. Vật lý tối đa 100 điểm, Phương Viễn thi được 100 điểm. Hóa học tối đa 100 điểm, Phương Viễn thi được 100 điểm. Sinh vật tối đa 100 điểm, Phương Viễn thi được 100 điểm. Lịch sử tối đa 100 điểm, Phương Viễn thi được 100 điểm các khoa thành tích công bố ra phòng họp tất cả mọi người chấn kinh toàn bộ đều là điểm tối đa thành tích như vậy có thể nói nghịch thiên kỳ thi tốt nghiệp trung học trong lịch sử cũng không có điểm cao như vậy cho dù các môn đều mô phỏng đề thi đại học thành tích của phương viễn cũng cao dọa người chứng minh như vậy có đủ hay không phương viễn thản nhiên nhìn các giáo viên mọi người đều im lặng ngay cả vị giáo viên tiếng anh lợi hại nhất chất vấn phương viễn kia cũng không lên tiếng phương viễn thành tích thật lớn vượt qua nàng dự liệu không có lão sư tư lịch cái này cũng không thể đại biểu cái gì lấy thực lực hiện tại của hắn muốn có một tấm giáo sư tư cách chứng nhận hoàn toàn không có vấn đề được rồi các vị lão sư đều là vị học sinh tiểu phương đã chứng minh bản thân kế tiếp chúng ta phải xem biểu hiện của lớp thực nghiệm thiên tài Quách Duyên Hải ở bên cạnh giúp đỡ nói một câu. Phương Viễn cho hắn kinh hỉ, để hắn đối với tiếp theo thiên tài lớp thực nghiệm tràn ngập càng nhiều chờ mong. Phòng họp trống không. Du Sa cũng trở lại nhóm 581 của Bộ Tài năng Đặc biệt Quốc gia. Tổ trưởng, tôi đã trở lại. Cô đi vào văn phòng tổ trưởng, muốn báo cáo tình huống hôm nay với Lý Quốc Hữu. Khảo hạch thí nghiệm thế nào? Bắt đầu rồi sao? Lý Quốc Hữu ngẩng đầu, thấy là nhạc toa, liền hỏi một câu. Hắn nhớ rõ nhạc toa đi khảo hạch nhân tài đặc thù tên là Phương Viễn. Ngày mai chính thức bắt đầu. Địa điểm thí nghiệm định ở Hải Châu Ngũ Trung đã thành lập lớp thí nghiệm thiên tài. Phương Viễn sẽ mang theo một nhóm học sinh, dùng thời gian 10 ngày để chứng minh thực lực bồi dưỡng nhân tài của hắn. Nhạc toa báo cáo tình huống chuẩn bị giai đoạn đầu. Thời gian 10 ngày. Hải Châu Ngũ Trung sẽ đồng ý chúng ta có thể làm thí nghiệm kiểm tra nhân tài nhưng không thể ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của học sinh lý quốc hữu nhíu mày thí nghiệm sát hạch của nhạc toa vô cùng lớn mật chúng ta đều coi thường phương viễn hắn hiện tại triển lộ thực lực ngoài sức tưởng tượng của tôi nhạc toa giới thiệu sơ lược thành tích thi hôm nay của phương viễn với lý quốc hữu lúc ấy cô nhìn thấy thành tích như vậy cũng cả kinh nói không ra lời các môn toàn bộ đều đạt điểm tối đa. Thân thể Lý Quốc Hữu dừng lại. Hắn nghe đến đó, quả nhiên cũng cảm thấy khiếp sợ. Vị phương viễn này, đúng là nhân tài đặc thù. Ngươi tiếp tục quan sát sát hạch đi. Hắn hiện tại chỉ là chứng minh mình rất lợi hại, nhưng năng lực của hắn ta ta còn chưa thấy. Ông ấy nói rằng có thể đào tạo những người có chỉ số IQ trên 140 và chúng tôi sẽ sử dụng nó như một tiêu chuẩn đánh giá thực nghiệm lý quốc hữu suy nghĩ một chút vẫn không xác định năng lực của phương viễn bất quá vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc nếu là khảo hạch nhân tài đặc thù vậy nhất định phải thập phần nghiêm cẩn vâng nhạc toa nghiêm túc gật đầu tổ trưởng nói rất đúng cô không thể quên năng lực chân chính của phương viễn biểu hiện hôm nay của phương viễn xem như làm cho người ta hai mắt tỏa sáng ngày mai tôi sẽ tiếp tục quan sát biểu hiện của cậu ấy Thẳng đến khi khảo hạch kết thúc, Phương Viễn không biết Nhạc Toa đã báo cáo tình huống của mình với tổ trưởng tổ 581. Anh bắt đầu nhận được sự chú ý của tổ trưởng Lý Quốc Hữu. Hắn trở về nhà mình. Lúc này đã gần 6 giờ chiều. Mẹ Trương Cầm đã tan tầm trở về, ở phòng bếp bận rộn cơm tối của cả nhà. "Mẹ, con tới hỗ trợ." Phương Viễn đi vào phòng bếp. Nơi này không cần ngươi em đi rửa tay đi, đợi lát nữa. Ba con về rồi, cơm tối còn kém không nhiều lắm. Trương Cầm không để cho Phương Viễn hỗ trợ, công việc trong nhà chỉ cần nàng ở đây sẽ không để cho những người khác nhúng tay. Phương Viễn cười cười, mẹ, Vĩnh Viễn là người bận rộn nhất trong nhà. Anh ngồi ở phòng khách một lát, cha Phương Trung Thiên cũng tan tầm về nhà. Người một nhà lập tức ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn ăn bắt đầu cơm tối. Con trai hôm nay ra ngoài thế nào công việc có tin tức gì không trương cầm vẫn là quan tâm nhất chuyện nhi tử này dù sao phương viễn đã ở nhà chờ việc ba tháng cô sốt ruột hơn ai hết tôi đã tìm được một công việc bây giờ còn đang trong kỳ sát hạch phương viễn không nói mình đang tiến hành thí nghiệm sát hạch của bộ phận nhân tại đặc thù quốc gia nhưng tin tức này đã làm cho cha và mẹ vui mừng nếu đã tìm được việc làm vậy phải làm thật tốt ta và mẹ ngươi đều không giúp được ngươi chính ngươi phải không chịu thua kém phương trung thiên ngẩng đầu nói với con trai một câu tôi sẽ làm tôi hứa phương viễn trịnh trọng gật đầu với cha mẹ hắn bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ bắt đầu từ ngày mai sẽ không còn ai nữa ngăn cản bước chân của ta ts quyển sách này thành tích rất kém cỏi ta kỳ thật là rất muốn viết xuống nhưng là không có cất giữ, không có hoa tươi, đánh giá rất ít, mọi người nói chuyện một chút đi, đề tài phi lưu này hẳn là không nhiều lắm, bái cầu mọi người sưu tầm, hoa tươi, đánh giá. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 6. Các ngươi đều phải chịu đến trừng phạt, cầu lai like cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến ngày hôm sau. Phương Viễn đi tới Hải Châu ngủ trung, đi vào trường học vì thiên tài lớp thực nghiệm an bài phòng học. Trong lớp học có 15 học sinh, còn có nhạc toa ngồi ở hàng cuối cùng. Mục đích cô tới nơi này chỉ có một, quan sát và ghi chép, ở chỗ này nhìn thấy và nghe được, cô đều phải thành thật báo cáo với tổ trưởng. Điều này liên quan đến đánh giá sát hạch cuối cùng của Phương Viễn. 15 tên học sinh nhìn Phương Viễn đi đến, không ai nói chuyện, ngày hôm qua bọn họ đều cùng phụ huynh cùng nhau tham gia cuộc họp phụ huynh kia. Lời Phương Viễn nói bọn họ đều nghe được, thế nhưng những học sinh này kỳ thật cũng không tin. Thiên tài? Đây là dỗ trẻ con sao? Chúng tôi không phải là trẻ con, chúng tôi là học sinh trung học. Bọn họ ngồi ở chỗ này, cũng không phải muốn trở thành thiên tài IQ 140, mà là cha mẹ ép buộc Cha mẹ trong nhà cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu bọn họ dám không đến, vậy về nhà chờ đợi bọn họ chính là thi đấu thể thao. Đơn nam, đơn nữ, nam nữ hỗn hợp xong đã. Cái này ai chịu được, bọn họ cơ hồ là bị ép ngồi ở chỗ này. Phương Viễn chú ý tới có mấy học sinh, ánh mắt có chút bướng bỉnh nhìn hắn. Anh không để ý, cầm phấn viết tên mình lên bảng đen. Phương Viễn, đây là tên của ta các ngươi có thể gọi ta là Phương Lão Sư. Từ giờ trở đi, trong vòng 10 ngày, các ngươi do ta phụ trách. Những lời này nói xong, hắn cầm lấy điểm danh sách. Tiếp theo ta bắt đầu điểm danh. Bạn học gọi đến mời đứng lên. Chúng ta làm quen một chút. Phương Viễn bắt đầu điểm danh. Trịnh Minh. Hắn đưa ra cái tên đầu tiên. Không ai trả lời. Cũng không có người trả lời. Dưới đài một mảnh yên tĩnh. Phương Viễn nhìn dưới bục giảng, phía dưới ngồi 15 tên học sinh. Vị Trịnh Minh kia khẳng định đang ngồi ở dưới đài, nhưng hắn lại không muốn đứng lên, cũng không muốn lên tiếng. "Ta cho phép ngươi lần đầu tiên không nghe được. Lần thứ hai ngươi không đứng lên, sau đó bạn sẽ bị loại khỏi danh sách và lớp học này sẽ không còn chỗ cho bạn nữa." Phương Viễn thản nhiên nói một câu. Trịnh Minh hắn lại nói ra cái tên này. Ngươi làm cái gì? Trở về ba cậu sẽ đánh chết cậu. Đừng giả ngu. Ngô chấn ngồi ở hàng sau, âm thầm sốt ruột đẩy Trịnh Minh một cái. Cả hai có mối quan hệ tốt nhất ở trường. Đến. Trịnh Minh lần này rốt cục lười biến đứng lên. Đối với hắn mà nói, thi tốt nghiệp trung học kỳ thật rất nhàm chán, nếu không là trong nhà cha quản nghiêm, hắn đã sớm không muốn ngồi ở trong phòng học. Ngồi xuống. Phương Viễn nhìn Trịnh Minh một cái, hắn có thể nhìn ra, đây là một cái gai. Ngô Chấn. Hắn gọi tên thứ hai. Đến. Sau lưng Trịnh Minh, một cậu bé đứng lên, thoạt nhìn rất trạng rỡ. Ngồi xuống. Phương Viễn bất động thanh sắc nói, hắn chú ý tới động tác nhỏ vừa rồi của cậu bé này. La Tiểu Vũ. Đến. Một cô gái 17 tuổi đứng dậy thiếu nữ dung mạo thanh lệ dáng dấp rất là xinh đẹp một đôi đen nhánh đôi mắt đẹp giống như là một mênh mông thanh tuyền ngồi xuống lý duệ đến ngồi xuống trương thiên thiên đến ngồi xuống mười lăm tên học sinh nhất nhất đứng lên phương viễn xem như nhận thức học sinh của mình hôm nay tiết học đầu tiên là cuộc thi tìm hiểu ta muốn biết thành tích hiện tại của các ngươi hắn không chuẩn bị lập tức đi học, mà là lấy ra ngữ văn bài thi. Đây là phương viễn chính mình chuẩn bị bài thi, bao hàm ngữ văn các loại tri thức điểm, hôm nay hắn mang tới phòng học. Thầy Phương Trịnh Minh đột nhiên giơ tay. Chuyện gì? Phương Viễn nhìn về phía hắn. Thầy Phương. Thành tích của chúng ta kỳ thật ngươi đều có thể tra được. Lớp cũ của chúng ta đều có. Trịnh Minh lại đứng lên, anh không muốn thi. Tôi không nhìn thành tích ban đầu, ta nhìn chính là hiện tại. Nếu cậu rất thích học, vậy thì bài thi ngữ văn sẽ do cậu phát cho mọi người. Phương Viễn hoàn toàn không để ý tới lời của hắn. Trịnh Minh mặt trắng bệch. Con mắt nào của bạn nhận ra rằng tôi thích học? Hắn rất muốn không nhận chỉ thị của Phương Viễn, dựa vào cái gì để cho ta làm việc? Nhưng nghĩ đến trong nhà, nghĩ đến vũ lực đáng sợ của cha mình, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, tiến lên tiếp nhận bài thi. Ánh mắt của hắn, trừng phương viễn một cái, vì phương lão sư này tự hồ rất thích tra tấn người. Các ngươi chỉ có thời gian một giờ. Một giờ sau nộp bài thi. Những gì tôi không hài lòng sẽ bị trừng phạt. Phương viễn tự như không nhìn thấy ánh mắt trịnh minh, chờ hắn phát xong bài thi, lập tức nói. Một giờ. Phương lão sư. Chúng ta làm không xong. Lần này Trịnh Minh thông minh, không mở miệng, những học sinh khác thì bắt đầu kêu khổ. Còn 59 phút nữa. Phương Viễn Thờ ơ nhìn thời gian. Lần này không ai nói chuyện nữa. Học sinh bắt đầu vùi đầu làm bài, ai cũng không muốn bị trừng phạt. Bọn họ đại khái đã nhìn ra, vì phương lão sư này, đối với bọn họ sẽ tương đối nghiêm khắc so với tất cả lão sư trước kia đều nghiêm khắc hơn. Một tiếng. Nó sẽ qua nhanh thôi mọi người bỏ bút xuống nộp bài thi những gì được viết ra sẽ bị trừng phạt phương viễn ở trên đài thản nhiên nói không có nhiều cho mọi người một phút đồng hồ mười học sinh không phản đối cùng nhau đặt bút xuống mặc dù có người còn muốn viết tiếp nhưng nghĩ đến phải bị trừng phạt vẫn đặt bút xuống tốt lắm đó là một khởi đầu tốt phương viễn hiện tại đầu tiên muốn bồi dưỡng chính là mọi người phục tùng ngươi Trịnh Minh đem bài thi trong tay mọi người thu hồi lại giao cho ta Phương viễn lại sai người làm việc lần này lại là Trịnh Minh sao lại là tôi Trịnh Minh rất không cam lòng ta vừa rồi quên nói sau này phát và thu hồi bài thi Ngữ Văn đều do ngươi phụ trách Phương viễn tự như vừa nhớ tới dứt khoát giao nhiệm vụ bài thi Ngữ Văn cho Trịnh Minh cái này quá bá đạo trịnh minh thiếu chút nữa đã muốn phá cửa trời đi phát và thu hồi bài thi toán do ngô chấn phụ trách ngô chấn phía sau còn đang cười trộm lúc này cũng biến thành mặt mướp đắng phát và thu hồi bài thi tiếng anh do la tiểu vũ phụ trách phát và thu hồi bài thi vật lý do lý duệ phụ trách phát và thu hồi bài thi hóa học do trương thiên thiên phụ trách bài thi sinh học bài thi chính trị bài thi lịch sử bài thi địa lý bạn học không có nhiệm vụ trở lên, phụ trách vệ sinh phòng học. Trịnh Minh nghe tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Nói như vậy đi. Vị phương lão sư này cũng không phải nhằm vào một mình ta, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Tâm tình của hắn bình tĩnh lại. Bắt đầu thu lại bài thi ngữ văn của mọi người. Phương Viễn không có tiếp tục đi học, để mọi người nghỉ ngơi 10 phút, hắn bắt đầu hiện trường phê sửa bài thi. Hắn lấy ra bút đỏ, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là nhất mục 10 hàng, một trương bài thi rất nhanh hoàn thành. Đợi đến mọi người nghỉ ngơi trở lại phòng học, 15 phần ngữ văn bài thi, Phương Viễn đã phê sửa hoàn thành. Tốc độ nhanh như vậy. Tất cả học sinh đều là ánh mắt co trục lại, cái này Phương Lão Sư, hắn là quái vật sao. Phương Viễn chờ tất cả học sinh trở lại chỗ ngồi của mình, lúc này mới mở miệng. Bài thi ngữ văn em đã hoàn thành chấm điểm rồi. Từ bây giờ xem ra, thành tích của mọi người tôi đều không hài lòng. Nói cách khác, tất cả các ngươi sẽ bị trừng phạt. PS. Thành tích rất không lý tưởng, bái cầu mọi người sưu tầm hoa tươi, đánh giá. Một lần nữa bái cầu mọi người. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7 thầy của chúng ta là ác ma cầu lai like cầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio tất cả các ngươi sẽ bị trừng phạt phương viễn thản nhiên nói với 15 học sinh trừng phạt hình phạt gì trong đầu mọi người ầm ầm một tiếng mỗi người các ngươi chạy bốn vòng quanh sân chơi ít chạy hoặc lười biếng ta sẽ phạt thêm phương viễn không đợi mọi người kịp phản ứng đã hạ lệnh trừng phạt đường băng sân thể dục của trường ngũ Trung Hải Châu một vòng 400 m Bốn vòng chính là 1.600 m Sư phụ, thành tích của tôi vốn không tốt. Ngươi còn để cho một giờ hoàn thành, nhất định sẽ còn tệ hơn. Một học sinh không phục nói. Chúc mừng. Những lời này của ngươi. Tăng thêm một vòng cho mọi người, hiện tại mỗi người các ngươi phải chạy năm vòng. Phương viễn mặt không chút thay đổi đem khoảng cách của mọi người tăng lên 2.000 mét. Con quỷ này. 15 tên học sinh đều ở trong lòng mắng một câu. Mọi người cũng không dám nói nữa, lại nói phỏng chừng ác ma lão sư còn muốn gia tăng đường băng vòng số, cái này muốn chết người. Giận mà không dám nói gì. Nói chính là hiện tại 15 học sinh. Mọi người đành phải đi sân thể dục. Chạy đi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vị phương lão sư này không hài lòng, tất cả mọi người đều xui xẻo. Phương Viễn ở trên lầu nhìn. 15 tên học sinh ở trên sân thể dục tập thể chạy bộ, nhất thời đưa tới các lớp khác học sinh vây xem. Đây không phải là học sinh lớp thực nghiệm Thiên tại sao? Bây giờ cũng không phải tiết thể dục, sao lại chạy bộ? Đây là bị trừng phạt sao? Phốc. Hôm nay vừa mới bắt đầu đi học đã bị trừng phạt, điều này làm cho giáo viên tức giận đến mức nào? đây là nguyên nhân của bọn họ có mấy người trước kia là lớp chúng ta thành tích kém thái quá lớp chúng ta cũng có cái kia còn có cái kia đều là lớp chúng ta trước kia xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đến ngược học sinh như vậy còn đi lớp thực nghiệm thiên tài răng nanh của tôi cười đến rụng đổi lại là tôi mạnh hơn bọn họ vậy sao anh không đi ta mới không đi cái này thiên tài lớp thực nghiệm chính là một cái mánh lới ngươi thật đúng là cho rằng bọn họ là thiên tài. Tôi đoán trường học không nghĩ ra biện pháp tốt để nâng cao thành tích, mới nghĩ ra chiêu này. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ 10 ngày sau có thể thi được bao nhiêu điểm. Tôi không cần nhìn cũng biết, đại đa số bọn họ, 89 chín phần 10 ở dưới chót trường chúng ta. 15 tên học sinh nghe được cái khác lớp học học sinh nghị luận, trong lòng càng là cắn răng, vị này phương lão sư, để cho mọi người mặt mũi đều mất hết cũng may tiếng chuông lên lớp vang lên, các học sinh lớp khác đều về tới phòng học của mình. Đường băng sân thể dục. Chỉ có 15 thân ảnh cô độc, dọc theo đường băng không ngừng chạy trốn. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Bốn vòng xuống dưới, mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi. Phương viễn lần này không có thúc giục, đợi đến 15 tên học sinh sau khi nghỉ ngơi hòa hoãn lại, lúc này mới để cho mọi người trở lại phòng học cậu một lần nữa lấy bài thi ngữ văn ra, bảo Trịnh Minh gửi lại cho mọi người. Mỗi một đề trên bài thi đều tiến hành phê sửa, còn có điểm của mọi người. Vừa rồi tôi nói không hài lòng với thành tích của các cậu. Bây giờ ta nói một chút, các ngươi chính mình phạm sai lầm. Đây là đề thứ nhất, đọc văn hiện đại đơn giản như vậy, ta không rõ các ngươi sao lại chọn sai. Phương Viễn bắt đầu giảng giải bài thi ngữ văn này. Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống vang lên. Đinh. Kỹ năng bồi dưỡng sư thiên tài đã khởi động. Theo hệ thống thanh âm, Phương Viễn nhìn phía dưới nghe giảng học sinh. Trong đầu hắn tự như máy tính, tự động bắn ra một hàng số liệu. Tính danh. Trịnh Minh, tuổi. 18 tuổi, chỉ số thông minh. 96, 1, khoa văn thi đại học thành tích. 202, 1, bồi dưỡng tiến độ. 1% tính danh. Ngô Chấn, tuổi. 18 tuổi, chỉ số thông minh. 103, 1, khoa văn thi đại học thành tích. 321, 1, bồi dưỡng tiến độ. 1% tính danh. La Tiểu Vũ, tuổi. 17 tuổi, chỉ số thông minh. 118, 1, khoa học tự nhiên thi đại học thành tích. 521, 1, bồi dưỡng tiến độ. 1% tính danh. Lý Duệ, tuổi. 18 tuổi, chỉ số thông minh. 99, 1, khoa văn thi đại học thành tích. 281, 1, bồi dưỡng tiến độ. 1% tính danh. Trương Thiên Thiên, tuổi. 18 tuổi, chỉ số thông minh. 107, 1, khoa học tự nhiên thi đại học thành tích. 481, bồi dưỡng tiến độ. 1% một phần ngữ văn bài thi, Phương Viễn dùng 40 phút nói xong. Anh ta nhìn vào bản điều khiển hệ thống trong đầu. Chỉ số thông minh của học sinh không giống nhau, thành tích nâng cao không giống nhau, tiến độ bồi dưỡng cũng không giống nhau. Tính danh Trịnh Minh, tuổi 18 tuổi, chỉ số thông minh 98, khoa văn thi đại học thành tích 240, bồi dưỡng tiến độ 3% tính danh Ngô Chấn, tuổi. 18 tuổi, chỉ số thông minh. 105, khoa văn thi đại học thành tích. 350, bồi dưỡng tiến độ. 4% tính danh. La Tiểu Vũ, tuổi. 17 tuổi, chỉ số thông minh. 125, khoa học tự nhiên thi đại học thành tích. 540, bồi dưỡng tiến độ. 8% tính danh. Lý Duệ, tuổi. 18 tuổi, chỉ số thông minh. 101, khoa văn thi đại học thành tích. 310, bồi dưỡng tiến độ. 5% tính danh. Trương Thiên Thiên, tuổi. 18 tuổi, chỉ số thông minh. 112, khoa học tự nhiên thi đại học thành tích. 495, bồi dưỡng tiến độ. 6%. Thành tích nâng cao nhanh nhất chính là Trịnh Minh nâng cao 38 điểm, đứng đầu cả lớp. Chỉ số thông minh đề cao nhanh nhất chính là La Tiểu Vũ, từ 118 đề cao tới 125, biến thành cấp bậc ưu tú. Những học sinh khác đều tự có tiến bộ cùng đề cao, phương viễn ngược lại không vội, đây mới chỉ là bắt đầu. Hắn nhìn 15 học sinh, mọi người cũng không ý thức được mình phát sinh biến hóa. Phương Viễn lập tức lấy bài thi toán ra. Đây đồng dạng là hắn chính mình chuẩn bị bài thi, bao hàm toán học các loại tri thức điểm ngô chấn cậu gửi bài thi toán cho mọi người hắn gọi tên ngô chấn được ngô chấn cũng không có nhiều vấn đề như trịnh minh bảo tôi gửi tôi sẽ gửi các ngươi chỉ có thời gian một giờ một giờ sau nộp bài thi những gì tôi không hài lòng sẽ bị trừng phạt bài thi phát đến trong tay mọi người yêu cầu của phương viễn lập tức cũng truyền vào lỗ tai mọi người lại một tiếng nữa, ánh mắt mọi người có rụt lại. Lần này tất cả mọi người đều thông minh, tranh thủ thời gian làm bài. Toán học thực ra còn khó hơn cả ngữ văn, bởi vì toán học phải tính toán, phải tốn rất nhiều thời gian. Thật khó để hoàn thành trong một giờ. Nhưng tất cả học sinh chỉ có thể cắn răng. Một giờ sau, Ngô Chấn thu hồi bài thi toán, giao cho Phương Viễn. Phương Viễn để mọi người nghỉ ngơi, lần nữa lấy tốc độ cực nhanh hiện trường phê sửa bài thi. La Tiểu Vũ có chút bình tĩnh, cô cảm thấy toán học của mình tốt hơn ngữ văn, lúc này cô Phương sẽ không phạt tôi chứ. Trong lòng nàng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng đề phòng. Thật không may. Đổi lo lắng cuối cùng đã trở thành sự thật. Bài thi toán em đã chấm điểm xong rồi. Thành tích của mọi người vẫn không khiến tôi hài lòng. Nói cách khác, tất cả các ngươi sẽ bị trừng phạt. Giọng nói như ác ma của Phương Viễn lại vang lên. PS. Cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, nhờ mọi người, một quyển sách không có thành tích liền không có cách nào viết tiếp Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 8 thiên tài thí nghiệm ban ngày đầu tiên, cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 15 học sinh lớp thực nghiệm thiên tài. Lại đi tới sân thể dục, lần này bị trừng phạt vẫn là chạy 5 vòng quanh sân thể dục. Vốn là 4 vòng, dùng lời của Phương Viễn mà nói, các ngươi đã có thể chạy 5 vòng, vậy thì 5 vòng là được rồi. Yêu quái. Yêu quái. Yêu quái. Lúc này đây 15 tên học sinh đều ở trong lòng mắng to ba tiếng. Nhưng mà... Nên chạy còn phải chạy. Mọi người lại một lần nữa bị học sinh lớp khác vây xem. Phốc. Ta không nhìn lầm chứ, thiên tài lớp thực nghiệm học sinh lại chạy bộ. Khẳng định lại bị phạt, trời ạ, à, lão sư lớp này thật đáng sợ. Trách sư phụ còn không bằng trách mình, nhất định là bọn họ phạm sai lầm. Lúc này mới ngày đầu tiên, ta tính toán. Phía sau còn có rồng đã chín ngày thời gian, bọn họ cuộc sống thật gian nan a. À? Ta hiện tại thật may mắn, không gia nhập lớp thực nghiệm thiên tài, bằng không cũng bị bọn họ liên lụy. Lúc đó tôi cũng tham gia học phụ huynh, may mà mẹ tôi anh Minh không cho tôi gia nhập. Những học sinh này, thật sự có bao nhiêu phế a? À? Phế bao nhiêu thì phế bấy nhiêu, nhân sinh của bọn họ vĩnh viễn sẽ phế như vậy. 15 học sinh lần nữa trải qua sự trào phúng như mưa của mọi người không ai nói chuyện chỉ có thể liều mạng chạy bộ cố gắng đem những âm thanh này ném ra sau đầu trở lại lớp học lần nữa phương viễn lấy bài thi toán ra bảo ngô chấn phát bài thi lại cho mọi người cũng giống như bài thi ngữ văn mỗi một đề trên bài thi toán cũng tiến hành phê sửa còn có điểm của mọi người vừa rồi nói là ngữ văn tiếp theo tôi sẽ nói một chút vấn đề toán học của các cậu đây là đề thứ nhất đơn giản như vậy lựa chọn đề đều có người trả lời sai, các ngươi trung học 3 năm là như thế nào học? Phương Viễn bắt đầu giảng giải bài thi toán. Đinh Kỹ năng bồi dưỡng sư thiên tài khởi động Một phần toán học bài thi, Phương Viễn dùng 40 phút nói xong. Anh ta nhìn vào bản điều khiển hệ thống trong đầu. Tính danh Trịnh Minh, tuổi 18 tuổi, chỉ số thông minh 100, khoa văn thi đại học thành tích 270, bồi dưỡng tiến độ. 5% tính danh. Ngô Chấn, tuổi 18 tuổi, chỉ số thông minh 107, khoa văn thi đại học thành tích. 370, bồi dưỡng tiến độ. 6% tính danh. La Tiểu Vũ, tuổi 17 tuổi, chỉ số thông minh 128, khoa học tự nhiên thi đại học thành tích. 550, bồi dưỡng tiến độ. 9% tính danh. Lý Duệ, tuổi 18 tuổi, chỉ số thông minh 103, khoa văn thi đại học thành tích. 330, bồi dưỡng tiến độ. 7% tính danh. Trương Thiên Thiên, tuổi 18 tuổi, chỉ số thông minh 113, khoa học tự nhiên thi đại học thành tích. 505 bồi dưỡng tiến độ 7%. Chỉ số IQ và thành tích của học sinh lại tiến bộ. Phương Viễn lại lấy bài thi tiếng Anh ra. Đây cũng là bài thi chính hắn chuẩn bị, bao hàm các loại tri thức tiếng Anh. La Tiểu Vũ, cậu gửi bài thi tiếng Anh cho mọi người. Hắn gọi tên La Tiểu Vũ. 15 học sinh đã chết lặng, xem ra hôm nay mỗi môn học đều phải thi một lần. Kết quả cuối cùng cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Lại bị phạt. Giảng giải lần nữa. Kế tiếp thi đại học khoa học tự nhiên học sinh làm xong vật lý bài thi, hóa học bài thi, sinh vật bài thi. Sinh viên khoa văn thi đại học thì làm xong bài thi chính trị, bài thi lịch sử, bài thi địa lý. Ngày hôm nay, học sinh lớp thực nghiệm thiên tài đã trải qua hình phạt chạy bộ tàn khốc nhất từ trước tới nay. Cho đến cuối cùng các học sinh lớp khác đều không muốn đến vây xem họ thấy đủ rồi suýt nữa thì nôn ra tóm lại cái khác ban học sinh trong mắt thiên tài ban thực nghiệm học sinh chính là phây cuối cùng cũng tan học trải qua một ngày đi học trịnh minh trong lòng hung hăng nguyền rủa ác ma kia hắn cơ hồ không quay đầu lại rời khỏi hải châu ngũ trung hắn hiện tại thập phần hối hận chính mình liền không nên đáp ứng phụ thân tham gia thiên tài lớp thực nghiệm bây giờ hối hận cũng đã muộn trịnh minh về đến nhà trời đã tối trong nhà bố trí xanh vàng rực rỡ đây là một gia đình nhà giàu mới nổi lão ba trịnh đạt của hắn đầu trọc so với ánh đèn còn chói mắt hơn dáng người dũng mãnh cởi trần đi tới trịnh đạt mấy năm nay buôn bán mở tửu lâu bùng nổ rất nhanh kiếm được không ít tiền chính là chuyện nhi tử đọc sách này khiến hắn bất lực hắn tốn không ít tiền ở trên người nhi tử cũng mời không ít gia sư nhưng nhi tử cái đầu này chính là không thông suốt mỗi lần thi đều đứng thứ nhất đến ngược từ dưới lên của cả lớp điều này làm cho hắn thập phần đau đầu cho nên lúc này đây hắn vô luận như thế nào cũng phải buộc nhi tử tham gia thiên tài lớp thực nghiệm con trai hôm nay học thế nào học tập có tiến bộ không hôm nay là ngày đầu tiên đi học của lớp thực nghiệm thiên tài trịnh đạt nhất định phải chú ý cái gì cũng không học chỉ làm bài thi một ngày nào có tiến bộ gì ngươi thật cho rằng ta vào lớp thực nghiệm thiên tài chính là thiên tài sao trịnh minh không kiên nhẫn nói trịnh đạt nghe đến đó có chút thất vọng nhưng suy nghĩ một chút lúc này mới ngày đầu tiên mình không nên quá vội vàng cầu thành hắn biết đứa con trai này chính là thời kỳ thanh xuân phản nghịch hai cha con không cẩn thận sẽ tuôn ra tia lửa chiến đấu Mỗi lần hắn tức giận đến mức trình diễn bạo lực đại pháp. Đúng rồi. Cũng không phải không có thu hoạch. Con trai anh, bây giờ sức chịu đựng chạy bộ tăng mạnh, tôi đoán học thêm hai ngày nữa là có thể tham gia cuộc thi chạy cự ly dài. Lời này của Trịnh Minh ai cũng có thể nghe ra là có ý gì. Chạy bộ. Trịnh Đạt dừng lại. Con trai người ta bị phạt, không chỉ có ta, cả lớp đều bị phạt. Giọng Trịnh Minh mang theo oán giận nghĩ thầm nếu không phải cha kiên trì sao con lại gia nhập lớp này lão sư các ngươi rất nghiêm khắc ta cảm thấy nghiêm khắc một chút thì tốt tóm lại em phải học cho tốt học không tốt ta thu thập ngươi trịnh đạt sẽ không nói phương viễn cái gì hắn nghĩ lão sư làm như vậy khẳng định có nguyên nhân trịnh minh liếc mắt một cái tôi biết mà cha tôi sẽ không đứng về phía tôi than ôi ngày mai còn phải giày vò không đúng. Không phải ngày mai. Phương lão sư chết tiệt kia, buổi tối còn muốn chúng ta ôn tập, ngày mai hắn phải kiểm tra. Yêu quái. Trịnh Minh nhịn không được, ở trong lòng lại mắng một câu. Một chiếc Mercedes xa hoa từ xa chạy tới, dừng ở cửa biệt thự độc lập cảnh Thúy Viên. Tiểu khu cảnh Thúy Viên là tiểu khu nhà ở cao cấp của Hải Châu, mỗi một tòa biệt thự ở đây đều vô giá. Ngô Chấn từ trên xe nhảy xuống, Hắn là trưởng tử của ngô gia. Bất quá trong trường học không ai biết, hắn ở trường học đều rất khiêm tốn. Mỗi ngày đi học tan học, xe đưa đón cậu đều đổ cách trường rất xa. Ba năm trung học, không ai biết hắn là một phú nhị đại điển hình. Biệt thự độc lập rất lớn, cả biệt thự cộng thêm định viện, ước chừng hơn một ngàn mét vuông. Trong sân có hoa viên, có bãi cỏ, có núi giả, có bể bơi, có tròi nghỉ mát nhìn qua một cổ khí thế cao cấp thẳng nhiên tới ngô chấn không liếc mắt trực tiếp đi vào biệt thự đại thiếu ngươi đã trở lại một bảo mẫu trong nhà mời đến nhìn thấy hắn cung kính ân cần thăm hỏi ngô ngô chấn đáp ứng một tiếng lập tức đi về phía nhà hàng lúc này là giờ cơm tối người nhà đều ở đó lúc đi đến cửa nhà hàng anh nghe thấy tiếng nói chuyện của một người phụ nữ bên trong tiểu chấn đứa nhỏ này tuổi thật đã không còn nhỏ. Tôi thấy đừng để nó đi học, dù sao nó học cũng không được, không giống đứa con trai khác của anh. Cậu xem tiểu quân rất thông minh, tất cả mọi người đều học cấp 3, cậu ấy học trung học trọng điểm Hải Châu, đây mới là hy vọng của ngô gia chúng ta. Thay vì để tiểu chấn lãng phí thời gian ở trường, còn không bằng đưa nó về quê rèn luyện, hoặc là về mẹ nó ở hai ngày. Người phụ nữ này, lại nói xấu tôi trước mặt cha, muốn đưa tôi đi ánh mắt ngô chấn chật lóe người phụ nữ vốn là tiểu tam của cha hiện tại xoay người làm nữ chủ nhân nhưng tức giận chính là cô sinh cho cha một đứa con trai tuổi tác không kém ông bao nhiêu về phần mẹ ruột của hắn đã cùng cha chia tay nhiều năm hiện tại nữ nhân này liền muốn đuổi hắn đi để cho con ruột của nàng kế thừa ngô gia tôi sẽ không để cậu thực hiện được ngô chấn trong lòng nảy sinh ác độc nặng nề phá cửa nhà hàng Đi vào. PS. Cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu đánh giá thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9. Không có khó khăn như vậy, cầu lai like, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngô Chấn đi vào nhà hàng. Tiểu Chấn, cậu về rồi à? một cô gái xinh đẹp nhìn thấy ngô chấn mặt lạnh xuất hiện ngẩn người thay đổi khuôn mặt tươi cười ba ngô chấn không để ý tới chỉ gọi một người đàn ông trong phòng trong phòng một cái khác cùng hắn kém không nhiều tuổi học sinh trung học thấy hắn tiến vào trên mặt mang theo ngạo khí trong miệng nhìn không được hừ một tiếng đây là con trai của người phụ nữ quân ngô quân ngô có lý do ngạo khí ba năm trung học phổ thông thành tích của hắn vẫn áp đảo ngô chấn Hiện giờ hắn là học sinh trung học trọng điểm, một tháng sau thi tốt nghiệp trung học, tự nhiên còn có thể đè ngô chấn một đầu. Ngươi hừ cái gì? Ngô chấn sẽ không nhắm vào phụ nữ, nhưng đối với con trai của bà, lại không khách khí. Nghe nói cậu học lớp thực nghiệm thiên tài gì? Ha ha, thành tích này của ngươi, thiên tài. Một trăm lớp thí nghiệm thiên tài cũng vô dụng. Quân ngô khinh thường nói một tiếng. Nữ nhân cười tủm tỉm ở bên cạnh nghe, cũng không mở miệng khuyên can liên quan quái gì đến ngươi ngô chấn lạnh lùng nói được rồi mọi người ăn cơm không cần tranh cãi tiểu chấn đi thiên tài lớp thực nghiệm là quyết định của ta hôm nay học thế nào cuối cùng bố tôi cũng mở miệng coi như được lão sư dạy không tệ ngô chấn kiên trì trả lời vậy thì tiếp tục cố gắng cha nhìn ngô chấn một cái đối với hắn vẫn có một tia thất vọng con trai nói dối không có hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngô chấn mím môi không lên tiếng nữa la tiểu vũ về đến nhà nhà cô là một gia đình rất bình thường thậm chí so với gia đình bình thường còn kém hơn căn phòng rất nhỏ thậm chí hơi cũ nát mẹ la lúc này còn ngồi trong phòng khách sửa chữa quần áo cho khách ban ngày cô phải đi làm buổi tối ở nhà làm loại công việc nhỏ này trợ cấp cho gia đình la tiểu vũ là một gia đình đơn thân từ nhỏ chưa từng gặp qua phụ thân tính cách của cô có chút điềm đạm nho nhã ở nhà cũng rất ngoan ngoãn ở trường học cũng rất cố gắng thành tích của cô không tính là kém nhưng cũng không tính là tốt thi đại học không thành vấn đề nhưng cô muốn thi vào một trường đại học tốt nàng là tự nguyện gia nhập thiên tài lớp thực nghiệm vì thế nàng còn cố ý thuyết phục la mụ Mẹ, để con giúp mẹ." La Tiểu Vũ buông cặp sách đi tới, chuẩn bị giúp mẹ làm việc. Việc này cô đã rất thuần thục, bình thường tan học về nhà, cô đều phải giúp mẹ La làm xong công việc, lúc này mới ôn tập bài tập của mình. "Cậu đi rửa tay đi. Ăn cơm trước đi, hôm nay sống không nhiều lắm, một mình tôi có thể làm xong." Thức ăn ở trong nồi hẳn là vẫn còn nóng, nếu không nóng thì em cứ đun nóng một chút. Mẹ La yêu thương nhìn con gái, cô con gái này từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện. Không có việc gì, ta còn chưa đói bụng. La Tiểu Vũ không nghe lời nàng, vẫn ở bên cạnh hỗ trợ. Mẹ La nghĩ hôm nay trên ngựa sống sẽ làm xong, cũng tùy bà. Mưa nhỏ, nói cho mẹ nghe, thầy dạy có được không? Hai mẹ con vừa làm việc vừa nói chuyện. Nói coi như không tệ, mỗi lần nói kiến thức đều rất nhiều. La Tiểu Vũ nghĩ nghĩ nói. Cô không nói cô giáo này thích phạt thể xác, những lời này nói ra, sẽ chỉ làm mẹ lo lắng. Như vậy đối thoại, tại 15 tên thiên tài lớp thực nghiệm học sinh trong nhà, đều đang phát sinh. Lý Duệ, hôm nay lão sư dạy ngươi cái gì? Mỗi ngày, hôm nay sư phụ các ngươi dạy thế nào? Hà Hạo Nhiên, cậu kể cho chúng tôi nghe tình huống tan tầm đi. Các phụ huynh hỏi không giống nhau, nhưng ý tứ cũng không kém nhiều lắm, đều đang quan tâm hài tử nhà mình có tiến bộ hay không. Nhưng tất cả phụ huynh đều thất vọng, không một đứa trẻ nào nói mình học tập có tiến bộ to lớn. Ngày đầu tiên của lớp thực nghiệm thiên tài. Tự hồ bình thường không có gì lạ. 15 tên học sinh ăn cơm tối xong, bắt đầu dựa theo phương viễn phân phó ôn tập bài tập. Tối nay phía trên sắp xếp là ôn tập toán học. Trịnh Minh ngồi trong thư phòng, tùy tiện cầm lấy một quyển sách toán cậu vô cùng ghét toán học giáo viên nói cậu cơ bản không muốn nghe bởi vì nghe không hiểu mỗi lần cầm lấy sách toán liền muốn ngủ toán học đối với hắn mà nói chính là pháp bảo thôi miên tốt nhất lúc này trong tay hắn cầm một quyển toán trung học nhìn hai mắt đi ngày mai cũng phải đối phó với ác quỷ một chút miễn cho lại bị phạt chạy sân thể dục trịnh minh nghĩ tới đây mở ra một trang chương này đang nói về góc nghiêng và độ nghiêng của đường thẳng hắn tùy ý nhìn hai hàng. Rồi. Ánh mắt Trịnh Minh, dần dần có chút phóng đại. Không đúng. Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Chương này hắn trước kia xem không hiểu, nhưng hiện tại hắn phát hiện, chính mình vậy mà có thể xem đi vào, trên sách vở nội dung hắn vậy mà có thể xem hiểu. Cái quái gì thế? Trịnh Minh ngẩng đầu, dùi dùi mắt, cúi đầu, lại nhìn một lần nữa. Đúng vậy chính mình hiểu nội dung sách giáo khoa hắn thật sự hiểu trịnh minh suy nghĩ một chút mở lại một trang trang này so với nội dung vừa rồi còn khó hơn trước kia hắn cơ bản là bỏ qua ngay bây giờ hắn đọc vài dòng hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại xem hiểu hơi thở của trịnh minh nặng thêm điều này có ý nghĩa gì anh hiểu rõ hơn ai hết tôi thông suốt tôi lại có thể xem hiểu toán học mà trước đây không học được đúng lúc đó bên ngoài mẹ đang gọi anh trịnh minh điện thoại của anh trịnh minh đi ra khỏi thư phòng điện thoại là ngô chấn gọi tới trịnh minh cậu đang xem toán à giọng nói của ngô chấn ở đầu dây bên kia có chút khác thường tôi vừa mới xem trong lòng trịnh minh nhảy dựng ngươi có phát hiện hay không toán học toán học không quá khó Giọng nói của Ngô Chấn nhỏ giọng một chút. Trịnh Minh trầm mặt, hô hấp của hắn trở nên có chút dồn dập. Nói chuyện. Sao không nói lời nào? Ngươi rốt cuộc có phát hiện hay không? Ngô Chấn ở bên kia có chút gấp gáp. Trịnh Minh vẫn không lên tiếng. Ta chính là muốn chứng thực một chút. Xem ra chỉ có một mình ta. Đây là ảo giác của ta. Ngô Chấn có chút thất vọng, còn tưởng rằng mình có phát hiện lớn hắn chuẩn bị buông điện thoại xuống. Ngươi không phải ảo giác. Tôi. Ta cũng đọc hiểu. Trịnh Minh lúc này đây, rốt cục mở miệng. PS. Cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu đánh giá sách mới, bái cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10 cùng bí mật cầu lai cầu hoa tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio ngươi không phải ảo giác ta cũng xem hiểu trịnh minh nói với ngô chấn ngươi nói cái gì chờ một chút đây chính là nói không phải một mình ta ngô chấn đột nhiên lại nắm chặt điện thoại vị phương lão sư kia dường như cũng không đơn giản trịnh minh kỳ thật không muốn nói như vậy nhưng hắn vẫn nói ra hôm nay là một ngày. Hắn đều có một cổ lệ khí, rất muốn bộc phát. Nhưng hiện tại trong lòng hắn lại có một loại cảm giác khác. Con quỷ đó. Hình như mình nhìn lầm hắn rồi. Hừ hừ, đây mới là lớp thực nghiệm thiên tài mà. Những người chữ chúng ta. Ha ha, ta rất muốn cười. Ngô chấn ở đầu dây bên kia có chút không khống chế được mình, hắn đang may mắn mình gia nhập lớp thí nghiệm thiên tài. Cứ như vậy đi không nói nữa. Tôi xem toán một lát. Trịnh Minh không cười, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, đối với cậu mà nói, thi đại học vẫn rất khó. Bất quá tâm của hắn lại dần dần có một tia hy vọng, một tia chưa bao giờ có, mông lung hy vọng. Hắn nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy. Ngươi nói đúng. Không nói nữa, tôi cũng đi xem toán. Hai người cúp điện thoại, đều tự tiếp tục ôn tập. Đêm nay không chỉ có bọn họ có phát hiện, mặt khác thiên tài lớp thực nghiệm học sinh, cũng phát hiện bất đồng. La Tiểu Vũ ngồi trong phòng khách, ánh mắt trong trẻo, mím môi. Ác ma lão sư, ngươi thật sự rất khác biệt. Cách dạy của bạn rất đặc biệt, thực sự rất đặc biệt. Đúng vậy, chân hơi đau. Cô nghĩ tới đây, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười. Lý Duệ Trương Thiên Thiên Hà Hạo Nhiên Trong lòng mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc ngạc nhiên, hay phấn khích, hoặc vui vẻ. Bất quá mỗi người đều đem loại cảm xúc này lưu lại trong lòng mình, không để cho các phụ huynh biết. Có vẻ thế. Đây là bí mật chung của mọi người. Ngày hôm sau, 15 học sinh sớm đi tới phòng học. Vị sư phụ ác ma kia phương viễn còn chưa tới. Mọi người nhìn nhau một cái. Hù xin lẫn nhau, với nhau hôm nay ác ma sư phụ sẽ đi học như thế nào trong lòng bọn họ có chút chờ mong bất mãn của ngày hôm qua cơn giận ngày hôm qua cơn giận của ngày hôm qua khoảnh khắc này đã biến mất nhạc toa ngồi ở cuối cùng yên lặng quan sát đám học sinh này nàng phát hiện mọi người giống như có biến hóa ít nhất về mặt cảm xúc ít đi rất nhiều mâu thuẫn nàng có chút kỳ quái nàng cũng không phát hiện phương viễn ngày hôm qua biểu hiện có bao nhiêu xuất sắc, nhiều nhất chính là nghiêm khắc. Vậy thì, mọi người làm sao có thể có loại tâm tình này biến hóa? Cô ấy cần quan sát thêm. Tiếng chuông trong lớp vang lên. Phương viễn đúng giờ đi vào phòng học. Tâm tình của hắn không tệ, ngày hôm qua một ngày bồi dưỡng, chính mình hệ thống điểm tích lũy đã đạt tới 500 điểm. Tuy nói khoảng cách hệ thống thương thành mở ra 10.000 điểm còn kém rất nhiều, nhưng đây coi như là bắt đầu. Tích tiểu thành đại, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ đạt tới 10.000 điểm, hắn ngược lại muốn nhìn xem hệ thống thương thành bên trong có cái gì thương phẩm. Phương Viễn nhìn dưới đài, 15 tên học sinh ánh mắt đều nhìn hắn. Ánh mắt này, sao lại có chút nóng bỏng? Chẳng lẽ? Học sinh có cảm nhận được sự tiến bộ? Phương Viễn bất động thanh sắc ngày hôm qua ta nói muốn các ngươi trở về ôn tập toán học. Hôm nay phải kiểm tra. Các cậu có ôn tập không? Hắn thản nhiên hỏi một câu. Thầy Phương, chúng em ôn tập rồi. 15 học sinh cùng trả lời. Rất tốt. Vậy thì hôm nay bắt đầu với bài kiểm tra toán. Cũng chỉ có một giờ, một giờ sau nộp bài thi, tôi không hài lòng sẽ bị trừng phạt. Phương Viễn lấy bài thi toán ra cách làm của hắn cùng ngày hôm qua không có gì bất đồng chính là thi cử giảng giải lại thi lại tiếp tục giảng giải ngô chấn chủ động đi lên tiếp nhận bài thi toán đây là nhiệm vụ của cậu mọi người lập tức bắt đầu làm bài trịnh minh cúi đầu nhìn bài thi đề lựa chọn thứ nhất tối hôm qua mình đã xem qua nội dung liên quan sẽ làm đề lựa chọn thứ hai tối hôm qua mình cũng xem qua nội dung liên quan sẽ làm đạo thứ ba lựa chọn đề chính mình tối hôm qua bỏ sót nhìn trước đặt ở một bên đạo thứ tư đạo thứ năm hắn cảm giác mình hôm nay toán học khẳng định so với hôm qua thi tốt hơn ngô chấn cũng đang xem đề đề này thật đơn giản a à, mình trước kia sao lại không biết làm chứ. còn có một đề này tính toán như vậy đáp án liền có đề này cũng vậy tối qua tôi đã ôn tập qua khóe miệng anh nhếch lên Hôm nay tôi muốn thầy Phương nhìn với cặp mắt khác xưa. Tôi nhất định sẽ thi tốt hơn hôm qua. Cảm giác như vậy, trong lòng mỗi học sinh đều có. Mọi người đều im lặng. Chỉ là cây bút trong tay dường như trở nên trôi chảy hơn trước kia. Tiếng sột soạt. Trong phòng học tạo thành một bản giao hưởng êm tai. Một giờ trôi qua, bài thi nộp lại. Phương Viễn cùng ngày hôm qua giống nhau, mọi người nghỉ ngơi thắng thì bắt đầu hiện trường phê sửa bài thi thời gian nghỉ ngơi còn chưa kết thúc mọi người an vị trở về phòng học hôm nay sẽ khác trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy bọn họ chờ mong lời phương viễn nói ra khác với ngày hôm qua nhưng mà bài thi toán em đã chấm điểm xong rồi từ bây giờ xem ra thành tích của mọi người tôi đều không hài lòng nói cách khác tất cả các ngươi sẽ bị trừng phạt Phương Viễn vẫn như cũ hạ lệnh xử phạt, tiếp tục để mọi người chạy một vòng. Quỷ sư phụ không có gì thay đổi cả. 15 học sinh đứng lên đi ra khỏi phòng học, cam tâm tình nguyện nhận xử phạt. Cũng vậy, bọn họ lại bị vây xem. A, à, học sinh lớp thực nghiệm thiên tài lại ra ngoài chạy bộ rồi. Ngày hôm qua chạy mấy lần a, à, còn không có chạy đáng nghiêng. Ta tính toán a, à, ngày hôm qua buổi sáng là hai lần. Buổi chiều là ba lần, trời ạ, à, ngày này liền chạy một vạn mét. Xem ra hôm nay cũng không kém nhiều lắm, ai làm lão sư của các ngươi, người đó nhất định sẽ tức học máu. Lớp thực nghiệm thiên tài, không bằng đổi tên thành lớp chạy cự ly dài thiên tài, có thể đề cử tham gia cuộc thi chạy cự ly dài. Phốc Thiên tài chạy đường dài, cái tên này hay lắm. 15 tên thiên tài lớp thực nghiệm học sinh, đối với những lời này mắc điếc tai ngơ bọn họ dần dần quen rồi. Nhất là Ngô Chấn, còn nhe răng vui vẻ với mọi người. Ngươi xem, hắn còn cao hứng không? Học sinh như vậy, cũng hết thuốc chữa rồi. Quên đi, tôi trở về lớp, mỗi ngày đều như vậy, cũng không có gì đáng xem. Học sinh vây xem mất hứng tản đi. Trên sân thể dục của trường học, lại còn lại bóng dáng 15 học sinh đang chạy. Ngày của lớp thí nghiệm thiên tài cứ như vậy từng ngày trôi qua, tự hồ rất bình thản không có gì lạ. Trong nháy mắt đã là ngày cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, 15 học sinh mỗi ngày chạy bộ trên sân thể dục gần như cố định không thay đổi. Mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, nhưng phương viễn vĩnh viễn vẫn là câu nói kia. Không thỏa mãn. Tôi rất không hài lòng. Cái này kém không nhiều lắm thành câu cửa miệng của phương viễn. 15 tên học sinh cũng đều dần dần thích ứng như vậy trừng phạt, hiện tại mỗi ngày không chạy một chạy, bọn họ còn không thói quen. Trong lòng mọi người đều ngẹn, chỉ có bọn họ biết, thành tích của bọn họ trong khoảng thời gian này tiến bộ kinh người cỡ nào. Mà những tiến bộ này, bọn họ không ai nói. Trong nhà không nói, trường cũng không biết. Thiên tài lớp thực nghiệm cùng lớp khác hoàn toàn độc lập ra, chính là một cái đơn độc tiểu đoàn thể. Bọn họ chỉ là đang nghẹn, chờ đợi một khắc nhất phi trùng thiên kia. Theo 10 ngày sau cuộc thi tới gần, trong lòng bọn họ, càng ngày càng hưng phấn. Phương Viễn tiếp tục trừng phạt, tiếp tục ở trên lầu nhìn mọi người chạy bộ. Ngoại trừ hắn, Hiệu trưởng Quách Diên Hải cũng ở trên lầu nhìn. Đã 10 ngày rồi. Ngày mai là lúc kiểm tra. Thiên tài lớp thực nghiệm hiệu quả như thế nào, trong lòng hắn không yên bên cạnh quách diên hải là vị giáo viên tiếng anh mà phương viễn quen biết hiệu trưởng như vậy không được thầy phương chỉ biết phạt thể xác đây là biểu hiện không có kinh nghiệm tôi thừa nhận điểm số của cậu ấy không tệ nhưng cậu ấy vẫn không thể trở thành giáo viên giáo viên tiếng anh đã quan sát rất nhiều ngày rốt cục nhìn không được lại tới tìm quách diên hải nàng vẫn lo lắng cho đám học sinh lớp thực nghiệm thiên tài kia mặc kệ nói như thế nào những thứ này đồng dạng cũng là học sinh trường ngũ trung hải châu thành tích thi tốt nghiệp trung học của bọn họ đồng dạng sẽ tính ở trên đầu trường ngũ trung hải châu ngươi có đề nghị gì trong lòng quách duyên hải cũng có chút lo lắng hắn hỏi một câu cô giáo tiếng anh lắc đầu cô đã thất vọng tới cực điểm tôi không có đề nghị gì chỉ hy vọng ngày mai thi cử thành tích của học sinh không nên rớt quá nhiều như vậy trường học còn có thể tăng cường sửa chữa PS. Cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu đánh giá bái cầu các vị đại đại bỏ phiếu đi, hoa tươi phiếu, đánh giá phiếu, các loại phiếu phiếu, nhu cầu cấp bách a, lần nữa bái cầu mọi người thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.